Theo cáo trạng tại phiên tòa, khoảng giữa tháng 6 năm 2016, Lê Thanh Tùng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban đào tạo Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đã liên lạc với Trần Thị Xuân, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1976, thường trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, là họ hàng với Tùng, và các đối tượng Nguyễn Trung Trực, trưởng ban điều hành Hội Anh em Dân chủ miền Trung, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Trung Tôn, chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, trú ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Sau quá trình liên lạc, kết nối thông tin, đối tượng Trần Thị Xuân trở thành hội viên của Hội Anh em Dân chủ miền Trung. Hội này thành lập nhóm kín, liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Chỉ những người trong nhóm mới xem được các thông tin, tài liệu của nhóm. Ngày 3 tháng 7 năm 2016, Trần Thị Xuân sử dụng tài khoản Facebook Nụ Tầm Xuân đã vào đường link Hội Anh em Dân chủ miền Trung để họp bầu ra ban điều hành mới. Tại cuộc họp này, Trần Thị Xuân được bầu giữ chức phó ban điều hành. Ngày 29 tháng 9 năm 2016, với trách nhiệm là phó ban điều hành, Trần Thị Xuân đã sử dụng Skype kết nối với các thành viên của hội để họp bàn một số hoạt động tại miền Trung, như rải tờ rơi phản động tập đoàn Formosa, bàn cách tuyển lựa tìm kiếm người đưa vào hội. Trong quá trình tham gia Hội Anh em Dân chủ, thông qua tài khoản Facebook cá nhân của mình là Nụ Tầm Xuân và Trần Hoàng Xuân, đối tượng Trần Thị Xuân đã đăng tải chia sẻ các bài viết, hình ảnh tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động người dân tham gia biểu tình. Mặc dù ngày 29 tháng 11 năm 2016, cơ quan điều tra công an tỉnh đã làm việc yêu cầu Trần Thị Xuân không tham gia tổ chức Hội Anh em Dân chủ miền Trung và không có các hành vi vi phạm pháp luật, nhưng đối tượng này đã thay đổi tài khoản Facebook Trần Hoàng Xuân thành Kim Tê Hy để đăng tải, chia sẻ nhiều trang tài liệu, các bài viết xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước của các đối tượng cực đoan của các trang phản động như Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, Việt Tân, Chân Trời Mới Media, Đài Á Châu Tự Do. Đặc biệt, vào ngày 3 tháng 4 năm 2017, Trần Thị Xuân đã tham gia tụ tập đông người gây rối trật tự tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà. Tại đây, Trần Thị Xuân đã cầm micro để hò hét kích động người dân, đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà trong nhiều giờ. Ngày 17 tháng 10 năm 2017, đối tượng Trần Thị Xuân bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can ngày 23 tháng 10 năm 2017. Tại phiên xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố Trần Thị Xuân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại khoản 1, điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Quá trình xét xử tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Xuân đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình. Đối tượng cũng đã thể hiện sự ăn năn hối cải trước những hành động, việc làm do mình gây ra và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi công bố bản luận tội, phân tích những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị mức xử án 9 đến 10 năm tù giam, quản chế từ 3 đến 5 năm. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Trần Thị Xuân đã cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân dân về các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bị cáo là người đã tham gia Hội Anh em Dân chủ vì những mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do tư tưởng bức xúc và cũng không quá cái thời gian mà bị cáo đã hoạt động và bị cáo đã nhận ra cái lỗi lầm chính đáng, lỗi lầm sai phạm của mình là hết sức nghiêm trọng đối với luật pháp Việt Nam. Nay bị cáo được nói lời xin lỗi một lần nữa đến toàn thể nhân dân, đến đảng lãnh đạo và chính quyền nhân dân, cho bị cáo được xin lỗi thêm một lần nữa. Dù thế nào thì bị cáo vẫn là một người có lỗi đã gây ra, đã tham gia Hội Anh em Dân chủ và đã có những cái hành động biểu tình trong ngày 3 tháng 4, có những hành động hô hào kích động người dân, đem lại gây rối mất trật tự an ninh. Nay bị cáo hết sức xin lỗi chính quyền nhân dân và cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng, cùng nhắn với những người mà dù là tuổi trẻ như thế nào thì cũng đừng có nghe ai kích động, nghe ai
xúi dục một cái bất cứ một cái lời nói ngọt ngào nào cả. Tôi cũng đừng có bao giờ nghĩ đến những cái tư tưởng như bị cáo đã sai phạm, đã xúc phạm, đã gây nên hậu quả đằng được bánh mỏng ngược và phải trước pháp luật như hôm nay. Sau khi xem xét bản luận tội, căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt bị cáo Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.